một khám phá mới về gốc khuất trong thời Pháp thực dân tại Việt Nam qua tác phẩm video của Andrew Nguyễn. Mới đây thì ông Tuấn Andrew Nguyễn có một tác phẩm video trình chiếu tại Bảo tàng Nghệ thuật San Francisco, viết tắt là SFMOMA. Các nhân vật trong tác phẩm là những gia đình gốc Việt thời thực dân Pháp được trình chiếu trên bốn màn hình lớn. Theo trang SF Quickly đưa tin, tác phẩm tái hiện khung cảnh thời kỳ loạn lạc, khổ đau ít người biết đến trong lịch sử Việt Nam từ các cuộc chiến xảy ra ở Việt Nam trong thời Pháp thuộc, những người lính Tây Phi đã được điều động đến đây, những gia đình đa chủng tộc bắt đầu hình thành, sau đó nhiều bà mẹ và trẻ em bị buộc phải rời khỏi Việt Nam để đến Senegal. Từ đây, văn hóa xã hội có những chuyển biến lớn trong những năm 1940, 1950, thậm chí di âm của nó vẫn còn mãi trong lòng người dân Tây Phi và Việt Nam. Kính thưa quý vị, tác phẩm video của ông Andrew Nguyễn có tên là And the of Assister becoming. Các diễn viên trong tác phẩm đều thuộc dòng dõi của những gia đình người Senegal gốc Việt. Trong video thì ông Andrew Nguyễn cũng có chèn một số hình ảnh được chụp thời đó làm tăng tính chân thực cho tác phẩm. Đây còn là một sự khắc họa về cuộc sống vô cùng khắc nghiệt mà phụ nữ Việt Nam phải đối mặt trong thời kỳ đó với người chồng ngoại quốc và những khác biệt văn hóa.